Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà đất Hóc Môn Gia Tốt sẽ giới thiệu với quý vị một căn nhà giá rẻ ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Thưa quý vị, ok, đây là mặt tiền căn nhà của mình đây. Thưa quý vị, nhà mình thì có chiều ngang là 5, chiều dài 11 quý vị nhá. Giá căn nhà này là 1 tỷ 50 triệu, còn thương lượng thưa quý vị. Thì quý vị có nhu cầu mua căn nhà này thì quý vị có thể liên lạc với Tân Hòa theo số điện thoại 0908214842 để Tân Hòa dẫn quý vị tham quan căn nhà. Thưa quý vị, ok, thưa quý vị, là mình vào trong mình tham quan căn nhà của mình quý vị nhé. Nhà của mình thì có chiều ngang là 5, dài 11. Quý vị nhìn xem là chân tường được ốp gạch rất sạch sẽ này. Nhà cửa thì nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ là sạch sẽ. Đường trước nhà của mình là xe hơi, xe tải đi qua được quý vị nhé. Từ cái căn nhà của mình thì ra đường song hành thì khoảng 100m thôi quý vị. Đường thông tứ hướng luôn này. Quý vị nhìn xem bên trên của mình thì đã được đóng trần thạch cao cũng rất chi là đẹp. Căn nhà này thì cho cặp vợ chồng trẻ về ở thì rất chi là ok đúng quý vị. Từ căn nhà của mình thì quý vị ra thị trấn Hóc Môn cũng rất gần quý vị nhé, khoảng gần 1 km thôi quý vị. Ra đường Lê Lợi thì khoảng 300m thôi quý vị. Nói chung là rất gần. Khu vực này dân cư là rất là sầm uất quý vị nhé. Mình xuống phía nhà bếp tham quan các phòng quý vị nhé. Đây là một phòng ngủ này thưa quý vị. Nhà mình thì có 2 phòng ngủ luôn. Nhà cấp 4, nhỏ nhắn xinh xắn và rất là đẹp. Các phòng ngủ đều được làm trần thạch cao rất chi là ok. Thì quý vị có nhu cầu mua căn nhà này thì quý vị có thể liên lạc với Tân Hòa theo số điện thoại 0908214842. Quý vị hãy đăng ký kênh của Tân Hòa để ủng hộ Tân Hòa nhé, để Tân Hòa có cái động lực tiếp tục chia sẻ với quý vị về bất động sản ở Hóc Môn, về các con đường Hóc Môn, về cuộc sống Hóc Môn. Đây là nhà bếp của mình đây thưa quý vị. Nhà bếp thì gia chủ người ta ốp gạch cũng rất chi là sạch sẽ. Đây là phòng phía sau gần bếp của mình đây thưa quý vị. Nhà được đóng trần thạch cao, hệ thống đèn led rất chi là đẹp. Để mình tham quan cái nhà vệ sinh của mình nha quý vị nhé. Quý vị nhìn xem nhà vệ sinh từ ô vạch cũng rất chi là sạch sẽ. Quý vị mua căn nhà này về chỉ việc ở thôi. Chặn nhà bếp thì quý vị chỉ cần lắp thêm bếp ga mà là ok rồi thưa quý vị. Ok, thì Tân Hòa cũng xin nhắc lại quý vị là căn nhà này là có diện tích là ngang 5, dài 11, giá là 1 tỷ 50 triệu, còn thương lượng. Nếu quý vị có nhu cầu mua căn nhà này thì hãy liên lạc với Tân Hòa theo số điện thoại 0908214842. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem video. Xin cảm ơn quý vị.